tay rồi hả? À, quý vị anh chị các bạn thân mến, hiện tại thì Kiên đang có mặt trên con đường Di Phương. À, hôm nay Sài Gòn thì mưa rất là lớn quý vị ơi. À, hôm nay thì không biết ăn gì đây. Ở con đường này thì có một cái quán hủ tiếu khá là lâu đời ở Sài Gòn đó. Nên là Kiên muốn dẫn mọi người đi ăn hủ tiếu. Thực sự mà nói thì ăn rất là nhiều món, không biết ăn món gì. Thôi hôm nay mình ăn tiếp hủ tiếu nhá. Đây cái quán hủ tiếu nằm cái này này. Quán hủ tiếu này là hủ tiếu của một cái anh người gốc Hoa nhá. Đây quý vị ơi, đây là cái quán hủ tiếu này, hủ tiếu 35 ngàn một tô. Hủ tiếu mì 3 đô nhá. Nó nằm ở cái địa chỉ thì lát nữa Kiên sẽ để bên dưới miêu tả để cho mọi người thưởng thức. Mọi người tới mọi người thưởng thức. Giờ ở đây thì Kiên không thấy là ghi địa chỉ nữa. Rồi chúng ta sẽ vào đây xem là anh bán những loại hủ tiếu gì nhé. Đây đang có cái bảng là cần người phụ việc này, liên hệ số điện thoại này. Đây đây, hai anh chị đang bán hủ tiếu đây. Em chào anh. Anh ơi, cho em hỏi là anh quán mình bán ở đây là được lâu chưa anh nhỉ? 12 năm rồi. 12 năm rồi. Wow. Ở đây là mình bán là hủ tiếu, có những loại hủ tiếu nào anh nhỉ? Anh có thể chia sẻ thêm. Hủ tiếu dai với mì. À, hủ tiếu chay. Hủ tiếu dai nè. À, hủ tiếu dai, hủ tiếu dai. Hủ tiếu dai với lại mì đúng không anh? Hai thứ thôi. Hai thứ. Dạ. Anh tên gì anh nhỉ? Đô, Đô. Anh Đô đúng không? Em thấy là hủ tiếu 3 đô đúng không? À, là tên của anh nhỉ anh? Dạ. Anh Đô ở đây mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Dạ. Hồi đó là 3 mấy, 4 mấy, bây giờ nó 6 giờ. 6 giờ mới ra là 6:15 có bán. À, 6:15 mà anh bán tới mấy giờ là nghỉ? Bán 1 giờ. Tới 1 giờ đêm là nghỉ. À, ở đây thì anh bán như vậy là cái địa chỉ là em không thấy nó ghi địa chỉ là địa chỉ ở chỗ nào anh? Đường Vĩ Chí Phương. À, nhưng mà số 132E Vĩ Chí Phương. 132E anh Vĩ Chí Phương. À, 132E Vĩ Chí Phương đúng không? Dạ, cảm ơn anh. À, ở đây là em thấy là anh có làm sườn này, hủ tiếu sườn tôm anh. Sườn tôm. Đây là hủ tiếu dai này quý vị ơi. À, hủ tiếu dai và mì. Đây này, sườn anh đang vớt lên này này. Tiếu gì ạ? Tiếu anh bánh nữa. Rồi chúng ta sẽ cùng xem anh làm hủ tiếu nhé. Tiếu anh bánh với mì không? Tiếu anh bánh nè. Đây là đường Nguyễn Chí Phương. Anh bán là số 132 132C Nguyễn Chí Phương. Vậy chị Mai nấu cho cô chị khô đó. Mì khô. Nước bánh với mì khô. Ở đây là mình có hủ tiếu khô và hủ tiếu nước đúng không anh? Dạ. Dạ. Cái gì vậy? Có mì khô nữa. Mì thì có mì khô và mì nước luôn đúng không anh? À, mì khô, mì nước. Mì khô, mì nước. Hủ tiếu khô, hủ tiếu nước. À, mì khô, mì nước. Anh Đô, anh Đô ở đây là mình là đồng giá là 35k hết anh. Đồng giá thêm bánh là 40. Thêm bánh là 40. 45 ngàn. Đặc biệt là 45. Dạ. Đặc biệt là 45 anh, là có đầy đủ hết hả anh? Đầy đủ hết. Đủ 45 là rẻ ha. 35 là bình thường. 35 là bình thường. Và 40 là thêm giặt bánh nữa. À. Và đặc biệt là thêm hỗ trợ, thêm miếng bánh nữa. Dạ. 45 ngàn. Đó là 35 ngàn. Dạ. Đó hả? Cái này giống hủ tiếu Nam Ba đấy nhỉ? Hủ tiếu Mỹ Tho. Đây là hủ tiếu Mỹ Tho. Ở đây là mình bán 30 ngày luôn hay là có nghỉ ngày nào không anh? Mấy gặp lớn nghỉ. À, lễ... lễ bán chứ. Lễ bán bán. Tết nghỉ. Dạ, Tết nghỉ. Đi nhà, nhà đồng. Công dạ, nhà công chuyện thì đi là nghỉ nhiều báo báo dạ. Bán anh cho em hai phần đặc biệt nhá. Cho em ăn hủ tiếu khô mà lấy nước riêng nhé. Đây quý vị ơi, đây là một phần này là 35 ngàn này.
có 5.000. 5.000 thôi. Có tôm này, có xương này, có thịt bằm, xá xíu. Trời mưa này mà đang đói bụng vô ăn một tô hủ tiếu là dạ, tuyệt vời luôn. Hay em ăn khô đi, nóng khô không? Dạ, cho em một cái phần khô đi. Hai tô vậy luôn ha. Hai tô vậy đi anh. Dạ. Ăn bình thường đặc biệt. Dạ, đặc biệt. Dạ, đặc biệt luôn. Lấy hai tô đặc biệt lên. Anh đâu là năm nay là bao nhiêu tuổi? 52 tuổi. Ồ, năm 2 nhìn anh trẻ quá. Nhìn trẻ quá giờ đúng không? Làm đói làm cho 3 giờ ra nghề luôn rồi. Dạ, em phải kêu anh bằng chú á, nhưng mà thấy anh trẻ quá thì kêu bằng anh cho nó trẻ. Làm nghề không được 40 năm rồi. 40 năm trong 40 năm. Là quán mình là đây là 40 năm rồi anh? Không, 12 năm thôi. Quán mình 2 năm. À, trước kia là đi làm cho người ta là hai mấy năm. Đây là con gái chú. Cái lớn. Dễ thương. Cái này là đặc biệt. Đây kia, đây là cái nồi nước dùng. Bưng qua đi em. Đây là phần đặc biệt đúng không anh? Đây đặc biệt đấy quý vị ơi. Lên bàn. Là hai cái nước khô luôn ha. Đặc biệt là mình sẽ ăn nước riêng nha, mình ăn hủ tiếu khô nha quý vị. Đây có rau, nhìn rau rất là hấp dẫn quý vị, rau tươi. Vắt này là một tô đúng không anh Đô? À, đặc biệt là một vắt rưỡi. Đặc biệt là một vắt rưỡi. Một vắt này là một tô này. Đặc biệt là mình thêm một nửa vắt nữa. Khâu luôn. Đây cái phần đặc biệt của ghen này. Đây là mình ăn hủ tiếu khô nhé. Rau, dạ. Rau giá này. Chỉ đặc biệt có quán này có thôi. Dạ, cái này là chỉ có quán mình có. Anh chủ vui tính quý vị ơi. Quý vị có dịp hãy ghé qua số 132C Nguyễn Tri Phương. Thế cái món hủ tiếu này nhá. Rồi, cảm ơn anh. Đây, anh gọi là tặng thêm cho một đĩa rau này nữa này. Chỗ quán này có này. Rồi, mời cả nhà nhé. Đây có đĩa hủ tiếu 3 đô. Đây là có địa chỉ đây quý vị ơi. Đây này, hủ tiếu mì 3 đô. Hủ tiếu mì 3 đô có số điện thoại này quý vị, có địa chỉ này 132E Nguyễn Tri Phương, phường 9 quận 5 nhé. Ok. Rồi ok vậy. Được rồi. Đây mình cái tô đặc biệt là nó bự như này này. Cái gì đây? Rau xì dầu á, anh làm riêng cho mình á. À, ở đây là có đặc biệt là cái này này, rau xì dầu này. Ăn không á, này ăn không. Ăn hủ tiếu ngon. Dạ. Này đúng là rau xì dầu đúng không? Rau xào. Có đồ xì dầu trên kiên gọi là rau xì dầu. Đây có quẩy này quý vị, đĩa quẩy nhá. Đây có rau này, rau sống này. Nhìn thấy là hấp dẫn rồi đấy. Anh là tô đặc biệt ở đây được gồm có này. Cái này là sườn này. Cái này sườn non này quý vị. Cái này là xá xíu, thịt xá xíu.
Quả hai cục sườn bự quá. Đây là tôm này. Thịt bằm anh đưa anh thịt bằm rất là nhiều nhá. Này xa xíu này. Cái này mình phải trộn đều lên ăn. Ăn một tô này là no luôn quý vị ơi. Một tô này bự quá. Cái tô đặc biệt là một vắt rưỡi mì nha, một vắt rưỡi hủ tiếu nhá. Tô thường là một vắt mà tô này là một vắt rưỡi. Sẽ cho một ít nước tương này. À, lấy một ít tương ớt này. Mình sẽ vắt một miếng chanh này. Miếng chanh nữa đi, miếng thịt ăn hơi chua chua xíu. Trộn đều lên. Wow. Này cái này nửa vắt này. Cái này là một vắt này. Đấy. Một vắt rưỡi. Mình sẽ cho một ít nước lên nữa. Đây là nước dùm này. Cho một ít cho nó hơi hơi nhặt không, nó bị nó giã ra xíu cho dễ gấp. Đấy. Cái mắm này á, nó có vị ngọt ngọt trong á. À. Đấy, nó giã ra rồi dễ gấp. Thịt bằm nó nằm hết xuống dưới rồi. Trộn đều lên cho nó ngấm chút xíu vậy ơi. Thịt bằm nằm hết bên dưới này. Wow, đây thịt bằm tôm nằm hết kia. Rồi, kính mời cả nhà nhá. Nó mình sẽ bỏ ít rau vào này. Rau có rau xà lách này. Cái này là rau rau đúng. Cái này rau cần ô. Rau xà lách. Đây. Có giá nữa nhá. Giá này. Đây anh làm cho riêng một cái đĩa này rau này này. Wow, nhúng này rau. Ăn trộn nó biểu thiếu hơn trộn lẫn ăn luôn. Thank you.
dưới hủ tiếu ăn như khi nào mới hết đây. Rồi nó ngấm thấy là chả hai chả. Đều tương ớt rồi thịt bằm hơi béo béo thơm thơm và vị gì chua của chanh nhá, rất là dễ ăn. Hoa xin phải chín hết này, không nói nhiều nữa. Ơi quý vị ơi, mặc dù trời mưa nhưng mà khách ở đây vẫn rất là đông nhá. Đây anh bán đến 1 giờ đêm cơ, nên là mọi người có dịp ghé qua để thưởng thức. Hai vợ chồng Kiên là đại chiến hết hai tô đặc biệt rồi nhá. Đấy, đang ngồi cảm dương đấy. Khách rất là đông, mặc dù trời mưa rất là lớn. Hủ tiếu ở đây á, Kiên ăn thì dân là rất là đậm đà, mình ăn mà nó không bị mình ngán nha quý vị ơi. Rồi cảm ơn mọi người nhiều nha. Sài Gòn đang mưa lớn lắm, hôm nay là bão, ảnh hưởng của bão nên là mưa rất là lớn. Rồi quý vị ơi, giờ Kiên phải có trách nhiệm là chín hết cái tô này nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ nhé. Mọi người nhớ xem địa chỉ quán nhá, để đến ủng hộ nhá. Quán ở đây là nằm ở số là 132E Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5 nhé. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm.